Thưa quý vị và các bạn, xác định trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu có vai trò quan trọng, là động lực tạo chuyển biến cho cả bộ máy chính trị. Thời gian qua, các cấp ủy huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của địa phương. Là xã vùng 3 của huyện Yên Bình, Cẩm Nhân hiện có hơn 2.200 hộ dân sinh sống ở 13 thôn, tỷ lệ hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở còn tương đối cao. Nếu cứ trông chờ vào các nguồn hỗ trợ của tỉnh và của huyện thì việc xóa nhà rột nát cho các hộ nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề để triển khai tới các đoàn thể và các thôn. Với phương châm cán bộ đảng viên đi trước, làm trước, từ năm 2018 đến nay, cùng với các nguồn hỗ trợ khác, xã Cẩm Nhân đã huy động cán bộ công chức ủng hộ được trên 30 triệu đồng và hàng trăm công lao động cùng bà con nhân dân ở các thôn giúp đỡ 4 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà ở. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đã khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, học hỏi lẫn nhau của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, gắn liền với đổi mới công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tác phong làm việc khoa học, dân chủ, cầu thị và lắng nghe trên tinh thần nắm rõ, rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Một việc, một đầu mối xuyên suốt, song hành với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ. Huyện thành lập các đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, xây dựng và ban hành quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị. Thì đối với Đảng bộ thị trấn Yên Bình đến thời điểm này là một đảng bộ lớn, gồm có 23 chi bộ trực thuộc và 984 đảng viên. Và Đảng bộ cũng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, công tác nêu gương của cán bộ đảng viên và người đứng đầu được đặt lên vị trí quan trọng hàng đầu. Thì đến thời điểm này thì 23 trên 23 chi bộ, các đồng chí cán bộ đảng viên và người đứng đầu cấp ủy các chi bộ đã viết các cái bản cam kết về thực hiện vai trò nêu gương, và cán bộ đảng viên công chức của toàn thị trấn cũng đã cam kết thực hiện công việc hàng năm. Thì phải khẳng định rằng cán bộ công chức và đảng viên của thị trấn đã có những cái thay đổi trong nhận thức của mình trong cái việc mà đổi mới phong cách, tác phong, lề lối làm việc, tu dưỡng, rèn luyện cá nhân bản thân mình để nâng cao cái trình độ nghiệp vụ chuyên môn và cái phong cách, tác phong, lề lối làm việc theo cái thủ tục cải cách hành chính. Việc thực hiện vai trò nêu gương, đổi mới lề lối phong cách làm việc ở huyện Yên Bình gắn với thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12. Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở nghiêm túc rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị cũng như các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Qua kiểm tra giám sát, 100% cấp ủy cơ sở đều xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy về đăng ký những việc làm theo, trong đó xác định rõ nội dung đột phá, những việc trọng tâm, trọng điểm cần làm ngay ở từng cấp, từng ngành, từng vị trí và trách nhiệm cá nhân. 100% cán bộ đảng viên, công chức, viên chức đều xây dựng kế hoạch, nội dung tự rèn luyện, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong mối quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân tôi là một cán bộ khuyến nông viên thường xuyên để tiếp xúc với bà con nhân dân. Vì vậy là ngoài việc thường xuyên gương mẫu về việc giờ giấc đi làm và lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của bà con, đồng hành cùng bà con trong việc chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh kịp thời, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đến với bà con nhân dân để góp phần nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi trên địa bàn. Mỗi quý ít nhất 2 lần, các đồng chí trong thường trực, ban thường vụ huyện ủy, cấp ủy viên cấp huyện và cấp cơ sở ở huyện Yên Bình đều duy trì dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trực tiếp đối thoại, lắng nghe, chia sẻ, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập của người dân tại cơ sở đã kịp thời được tháo gỡ, giải quyết. Chủ trương và các đồng chí lãnh đạo về sinh hoạt đầy đủ với các chi bộ, các tổ dân phố, phải nói trước hết tôi thấy rất tâm huyết và cái khẳng định cái chủ trương này là hết sức đúng đắn. Bởi vì thông qua đây thì là một cái cơ hội để các đồng chí lãnh đạo cấp trên xuống được gần dân hơn và nghe tiếng nói của dân trực tiếp hơn. Và cũng thông qua cái việc làm này thì cái người dân phản ánh với các cấp ủy đảng rồi là các đồng chí lãnh đạo được một cách nhanh nhất và cái nguyện vọng của người ta được đáp ứng một cách nhanh nhất. Tôi nghĩ rằng cái đây là rất là hợp
với lòng dân và cái nguyện vọng của nhân dân. Xuất phát từ mục đích gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, ngày thứ bảy cùng dân đã trở thành phong trào sôi nổi rộng khắp và có sức lan tỏa mạnh mẽ ở tất cả các địa phương đơn vị. Để mô hình đi vào hoạt động hiệu quả, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các cơ quan đoàn thể vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn các hoạt động phù hợp để triển khai thực hiện. Mọi hoạt động đều trên tinh thần tự nguyện, hiệu quả, tránh xa vào hình thức, chạy theo thành tích. Mỗi tháng ít nhất 2 lần vào ngày thứ bảy, sau khi hoàn tất công việc tại công sở, cán bộ công chức viên chức các ngành đoàn thể của huyện và các xã thị trấn lại xuống các thôn để hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính, cùng bà con nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm. Qua đó củng cố thêm mối quan hệ giữa cán bộ với nhân dân. Vừa rồi cái chương trình đường của địa phương thì là cũng nhà nước và nhân dân cùng làm. Đấy, cái chương trình đó thì bà con đã tích cực tham gia, đóng góp, và thậm chí nếu mà trong cái tiêu chuẩn của nhà nước, ví dụ là chỉ làm khoảng độ 20 mét chẳng hạn, nếu còn thiếu khoảng độ 1-2 mét thôi, bà con lại cùng nhau góp vốn vào để làm cho trọn vẹn cái tuyến đường đó. Cùng với đó, huyện Yên Bình còn chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, duy trì lịch tiếp công dân theo quy định, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công từ huyện đến cơ sở, kịp thời hỗ trợ giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chuyển biến mạnh mẽ trong phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức viên chức từ huyện đến cơ sở, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu ở Yên Bình thời gian qua là động lực quan trọng tạo nên chuyển động tích cực cho cả bộ máy nhằm đạt mục tiêu xây dựng Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững vào năm 2025.